số dòng Kino GV 135S. Quá đẹp. 135S. Mẫu mới 2023. Quá đẹp. Số này đẹp quá, là 1080 nè. Đẹp quá, số này đẹp nè. 1080 luôn nè. 1080 luôn, số đẹp á. Đây là 135S. Sản xuất ráp tại Việt Nam, hết bên Việt Nam. 135S thì có đèn nè, pha cốp luôn nè, phía giữa là tắt nè, pha nè, cốp nè, hai đèn ba tầng cấp luôn nè. Đặc biệt cái đời 135S này, cái bô làm như mua xe máy vậy, nó có chụp bảo vệ luôn nè, chống nóng rồi luôn, đã lắm. À, ghê thiệt, trắng thiệt, quá đã luôn. Vino RV 135S. Được, thấy rõ rồi. Số đẹp nè, 1080 nè. Đây bảo hành 1 năm. Này lô mới nên số 1 đầu tiên á, mới trong năm 2023 nên số 1 đầu tiên. Đẹp. Quá đẹp. Cái bô này lợi hại nè, khi mà con vuột tay vô nó cũng không nó nóng, nó hạn chế độ nóng. Chỉ có 135S mới có. Đẹp. Ồ, tem được sao làm đẹp quá nè. Làm màu mè rồi đẹp ha. Tinh nổi anh chìm luôn nè ha. Tem được này đẹp quá nè. Đừng như chăm rồi tới chúng tôi. Ồ, cái chung. Này nó mạnh ha.